xây dựng nên cơ đồ. Tiếng xa còn từng nền cát trắng, hồn đã tiếng vọng chiều. Mênh mang mênh mang câu hò lệ thủy, bên nhau tháng ngày khúc ca xuất nhập khẩu quang huy. Hay quá. Các em tập luyện khiến chị cảm thấy rất hào hứng rồi đó. Giới thiệu với các em, đây là chị Đặng Thị Thúy Phương, là phó phòng nhân chính, đồng thời là bí thư chi bộ văn phòng của Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Chị mới đi công tác về và cái tiết mục các em đang tập luyện đây là để hỗ trợ cho chị thi cuộc thi bí thư chi bộ giỏi do tỉnh ủy tổ chức đó. Chúng ta cùng cố gắng các em nhé. Được thực tập tại công ty, chúng em rất tự hào và được học hỏi nhiều anh chị ạ. Các em biết không, từ trong gian khó đi lên, từ đôi bàn tay trắng diễn tả rất đúng về công ty mình thời kỳ cổ phần hóa đấy. Cho đến nay, công ty chúng ta đã trở thành thương hiệu có uy tín, một doanh nghiệp lớn mạnh và được xem là con chim đầu đàn trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. Chi bộ văn phòng là chi bộ nòng cốt, là nơi sinh hoạt của các chú, các bác trong hội đồng quản trị, ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt của công ty ta. Do vậy, việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh không chỉ mang ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng đảng mà còn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình nữa. Chị ơi, sao em thấy chị còn trẻ thế mà đã là bí thư chi bộ? Chị có phải là đảng viên lâu năm nhất ở đây không ạ? Chị còn trẻ gì nữa em? Năm nay chị 40 tuổi rồi, nhưng chị mới 12 năm tuổi đảng thôi. Còn chi bộ chúng ta có 29 đảng viên, trong đó đã có một đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và ba đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng rồi đấy. Em nghe nói mình có một đảng viên hai lần tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và hai lần được vinh danh là doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, phải không chị? Đúng rồi em ạ. Không những thế, chi bộ chúng ta còn rất tự hào có một đồng chí đoạt giải nhất hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 nữa cơ. Chưa hết đâu nha. Chi bộ văn phòng còn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020. Hàng năm là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 5 năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, toàn diện nữa đó các em. Thấy tuyệt chưa? Ôi, qua đây chúng em thấy mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa chị ạ. Các em ạ, dù biết kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng chị luôn ý thức được rằng chi ủy, nhất là bí thư chi bộ, phải luôn là linh hồn, là cầu nối để cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cũng như chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thôi các em tập luyện tiếp đi nhé. Được tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023 là dịp để tôi có thể tự học tập, nâng cao kiến thức, cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng kinh nghiệm thực tiễn công tác xây dựng đảng nói chung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng, nhằm xây dựng chi bộ văn phòng thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng ủy và cấp trên giao phó, mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển toàn diện. Chào hỏi của đơn vị chúng tôi đến đây xin kết thúc. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Tiếp theo sẽ là phần thuyết trình của đồng chí Đặng Thị Thúy Phương, số báo danh 05, bí thư chi bộ văn phòng Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Kính thưa các đồng chí, như chúng ta đã biết, chi bộ là tế bào của đảng. Đảng chỉ mạnh khi từng chi bộ mạnh. Mà để chi bộ trong sạch vững mạnh thì yếu tố quan trọng hàng đầu là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bởi đây
Đây là hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Thực tiễn đã chứng minh chi bộ trong sạch vững mạnh là chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt nề nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt đa dạng và sinh hoạt có chất lượng tốt. Với đặc thù là chi bộ đảng trong doanh nghiệp cổ phần, nên câu hỏi phải làm gì và làm như thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn là những băn khoăn, trăn trở của các thế hệ lãnh đạo đảng bộ, chi bộ chúng tôi. Những năm qua, chi bộ văn phòng đã có nhiều nỗ lực để đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt. Bước đầu cũng đã gặt hái được những thành quả. Chính vì vậy, hôm nay tôi muốn cùng với các đồng chí trao đổi về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Chuyên đề gồm có tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà tôi đã trình bày ở trên, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của chi bộ văn phòng chúng tôi. Kính thưa các đồng chí, chi bộ văn phòng là chi bộ nòng cốt thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, là nơi sinh hoạt của đội ngũ cán bộ chủ chốt công ty. Và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Những năm qua, chi ủy chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì chế độ sinh hoạt nề nếp đúng thời gian quy định. Chi ủy, bí thư, phó bí thư đã chuẩn bị chu đáo. Nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt đã có nhiều đổi mới. Thực hiện có hiệu quả lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với khắc phục những yếu kém tồn tại. Trong sinh hoạt, đảng viên tích cực tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở và chân thành, phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình. Phương pháp điều hành sinh hoạt đảm bảo tính hệ thống, khoa học, vai trò, trách nhiệm của người chủ trì, của cấp ủy cũng được thể hiện rõ nét hơn. Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Như là có những khi do đặc thù sản xuất kinh doanh cho nên việc duy trì chế độ sinh hoạt không đều. Hay tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ đôi khi chưa được thể hiện rõ nét. Có những buổi sinh hoạt thì nội dung còn đơn điệu, hình thức còn rập khuôn, chưa hấp dẫn. Nội dung của nghị quyết có khi vẫn còn mang tính liệt kê công việc chuyên môn của cơ quan, của đơn vị. Và vai trò của người chủ trì, của cấp ủy trong việc gửi mở nội dung để góp ý thảo luận đôi khi cũng còn hạn chế. Mà nguyên nhân của những hạn chế trên của chi bộ chủ yếu là do các thành viên của chi ủy, bí thư chi bộ có trình độ lý luận chính trị còn hạn chế, lại kiêm nhiệm nhiều việc, cho nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác đảng, cũng chưa đi sâu vào nghiên cứu các biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức của một số đảng viên về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì chưa đầy đủ, và một bộ phận cán bộ đảng viên còn chưa mạnh dạn trong việc bày tỏ quan điểm của mình. Vậy, câu hỏi đặt ra là chi bộ chúng tôi đã và sẽ làm như thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ? Trước hết, chúng tôi coi chỉ thị số 10, kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hướng dẫn số 20 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, và quy định 170, quy định về chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân là cẩm nang. Để vừa tuân thủ những nguyên tắc, những quy định trong sinh hoạt đảng, vừa chủ động tìm tòi, đổi mới cả về nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho chi bộ, cho công ty, chi bộ chúng tôi đã và đang thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cơ bản như sau. Một là nâng cao nhận thức của đội ngũ cấp ủy đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hai là duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng. Ba là thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động của đảng,
chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ. 4 là mở rộng và phát huy dân chủ, kịp thời phê bình, góp ý hay là trao đổi về những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. 5 là đổi mới và đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt đảng và tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề. 6 là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu có thành tích, các cấp ủy, chi bộ làm tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, với thời lượng cho phép hôm nay, tôi chỉ xin tập trung nói về những đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt. Trước hết là những đổi mới về mặt nội dung sinh hoạt chi bộ. Chúng tôi cố gắng khắc phục tình trạng nghị quyết chi bộ hàng tháng ôm đồm, dàn trải, có cảm giác tháng nào cũng giống tháng nào. Bám sát quy định 170, quy định về chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi xác định chi bộ không có chức năng lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, mà nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ là lãnh đạo về công tác tư tưởng và xây dựng các tổ chức vững mạnh. Tập trung giáo dục cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ là thước đo cơ bản của mỗi người và phải chú trọng việc mở rộng dân chủ. Kịp thời phê bình, góp ý hay là trao đổi về những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ xã hội của cán bộ đảng viên. Trong việc ra nghị quyết, thì nội dung của nghị quyết là phải toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ của đơn vị và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, có khi chúng tôi chỉ tập trung 1 đến 2 vấn đề nhưng phải được giải quyết dứt điểm và không để tồn đọng đến kỳ sinh hoạt tiếp theo. Chẳng hạn như có khi chúng tôi bàn bạc về những giải pháp trồng rừng thay thế sao cho hiệu quả với tỷ lệ cây sống là cao nhất. Hay là có khi chúng tôi trao đổi về tầm quan trọng của việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ trong công ty. Như nghị quyết tháng vừa rồi, chúng tôi tập trung vào vấn đề tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, văn phòng phẩm, v.v. Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi thường lồng ghép những thông tin thời sự nóng hổi được dư luận quan tâm nhằm cung cấp thông tin kịp thời và định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Ví dụ như vào thời điểm mới diễn ra chiến sự giữa Nga với Ukraine, khi trên mạng xã hội đang lan truyền những thông tin lệch lạc, thì chi bộ chúng tôi đã kịp thời cung cấp thông tin để mọi người hiểu về lập trường của Việt Nam là không chọn bên, là tôn trọng chủ quyền quốc gia, hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Mọi cách nhìn, cách đánh giá đều phải dựa trên cơ sở là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Trong sinh hoạt chuyên đề, ngoài những nội dung được cấp trên hướng dẫn, chi bộ chúng tôi còn lựa chọn một số chuyên đề gần gũi, thiết thực với công ty, như là chuyên đề phát huy vai trò của nữ giới trong doanh nghiệp tư nhân với chi bộ có tỷ lệ đảng viên nữ cao như chúng tôi, hay một buổi học tập theo tấm gương của Bác Hồ bằng những câu chuyện do đảng viên tự kể. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng tôi đã làm video chương trình nghệ thuật để chiếu cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên về truyền thống cách mạng, về lòng tự hào dân tộc và về trách nhiệm của mỗi người làm sao cho xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Trong mỗi hạnh phúc hôm nay có những hy sinh từ quá khứ. Trong mỗi niềm vui hôm nay có lời nhắc nhở về những con người đã hiến dâng trọn cả cuộc đời mình cho tự do, cho Bắc Nam thống nhất, cho những thế hệ mai sau được lớn lên trong hòa bình. Thứ hai là những đổi mới về mặt hình thức sinh hoạt chi bộ. Trong việc ra nghị quyết hàng tháng, thường thì chi ủy sẽ nêu dự thảo nghị quyết
để đảng viên tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua. Nhưng cũng có khi chi ủy sẽ đưa ra một số nội dung trọng tâm để các tổ đảng và đảng viên chủ động nghiên cứu, có những ý kiến đóng góp trong buổi sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ sẽ tổng hợp các ý kiến của các tổ đảng và đảng viên. Chi bộ tiếp tục thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết của chi ủy. Cách làm này tạo cho đảng viên chủ động hơn, có hứng thú hơn, cho nên trong các buổi sinh hoạt, chi ủy nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và tạo được sự đồng thuận cao trong giải quyết các vấn đề của đơn vị. Nhưng dù là phương pháp nào đi chăng nữa, một yếu tố rất quan trọng, đó là người chủ trì buổi sinh hoạt phải biết tạo được không khí sinh hoạt vừa nghiêm túc, vừa gần gũi, dân chủ và phải biết lắng nghe. Người chủ trì buổi sinh hoạt phải biết gợi mở, dẫn dắt để hướng đảng viên quan tâm tới nội dung trọng tâm mà chi ủy nêu ra. Trong sinh hoạt chuyên đề, có khi thì chi ủy sẽ lựa chọn chuyên đề, nhưng cũng có khi giao cho các tổ đảng họp để đề xuất chuyên đề. Sau khi thống nhất chuyên đề phù hợp, chi ủy sẽ chỉ định đảng viên có đủ trình độ, hiểu biết, có kỹ năng để chuẩn bị và trình bày nội dung chuyên đề. Đồng thời, bí thư chi bộ sẽ tổng hợp các ý kiến và thông báo để đảng viên chủ động nghiên cứu, có những ý kiến đóng góp hay là phản biện trong buổi sinh hoạt. Hoặc đảng viên sẽ nêu quan điểm của mình trên mẫu phiếu góp ý sinh hoạt chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến của đảng viên để hoàn chỉnh nội dung chuyên đề. Trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngoài phương pháp lên lớp, phổ biến, quán triệt như thường làm, chi bộ chúng tôi còn sử dụng các hình thức khác như là kể chuyện, chiếu video, tổ chức các buổi sinh hoạt về nguồn nhằm đưa cán bộ, đảng viên, người lao động đến với những di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ. Cách làm này được mọi người thích thú, mang lại sự thẩm thấu và đạt được hiệu quả giáo dục cao. Trong thời gian tới, việc ứng dụng giải pháp công nghệ sổ tay đảng viên điện tử sẽ là một phương án tối ưu cho mọi hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Nhưng dù là nội dung hay là hình thức nào, thì cũng đòi hỏi mỗi chi ủy viên, cán bộ, đảng viên và nhất là bí thư chi bộ phải luôn trau dồi, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng công tác đảng, nhận thức đúng tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phải biết trăn trở, tìm tòi, sáng tạo. Quan trọng nhất là phải cháy mình với đảng, với công tác đảng. Kính thưa các đồng chí, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu và cấp bách hàng đầu trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Nhận thức đúng và có những giải pháp đúng đắn, sáng tạo nhất định sẽ mang lại hiệu quả tốt để nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và phát triển bền vững. Chuyên đề của tôi trình bày đến đây xin kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe.